Thưa quý vị và các bạn, karaoke là loại hình kinh doanh được người dân quan tâm trên địa bàn thủ đô Hà Nội thời gian qua. Và bắt đầu từ ngày 29 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thực hiện cấp điều chỉnh thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Vâng, và rõ ràng là việc này đang được các địa phương triển khai thực hiện ra làm sao. Và các cái quán karaoke thì có dễ dàng để khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy vốn là trở ngại lớn nhất với họ trong thời gian vừa qua hay không? Và nội dung này sẽ có trong phóng sự ngay sau đây của nhóm phóng viên VTC. Từ đầu tháng 3 đến nay, những đoàn công tác như thế này đều đặn được Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, Hà Nội và các phòng ban chuyên môn tổ chức đến các quán karaoke. Ngoài việc kiểm tra giấy tờ, đoàn công tác sẽ đánh giá lại những tồn tại trong hoạt động kinh doanh karaoke của cơ sở, từ phòng hát, vật liệu trang trí, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trang bị, lối thoát hiểm. Như quán karaoke này, sau gần 2 năm phải đóng cửa, cơ sở đang đặt nhiều kỳ vọng sẽ sớm được cấp phép trở lại để hoạt động từ những hướng dẫn cụ thể, chi tiết của cơ quan chức năng. Trong thời gian qua là máy móc thỉnh thoảng là lại hỏng tất cả những cái đồ âm thanh, thỉnh thoảng là gia đình vẫn phải là cho chạy thử thôi, chứ không phải là chạy cho khách. Đấy là phải chạy hoạt động một ngày, cho nên nhiều cái nó mang theo rất là tốn kém trong kinh doanh. Tạm thời là đã thu cái giấy phép mà an ninh trật tự rồi. Gia đình mà bây giờ muốn các cấp trên quan tâm và chăm chút một chút để cho gia đình, nghĩa là bây giờ phải tháo gỡ dần, có cái khắc phục để gia đình có thể là làm theo để thuận lợi để gia đình lại được kinh doanh tiếp. Chủ quán karaoke này cũng không đáp ứng được các quy định về phòng cháy chữa cháy và phải dừng hoạt động từ cuối năm 2022 đến nay. Thiết bị để lầu xuống cấp, hư hỏng nhiều nên khi được làm việc với đoàn kiểm tra, ông Hoàng Văn Thắng mong mỏi sớm tìm ra hướng khắc phục tồn tại. Cơ sở hoạt động của tôi là được 5 năm. Qua thời gian gia đình đã chưa làm đầy đủ với phòng cháy chữa cháy và xin các cái thủ tục cấp phép thì chưa đầy đủ. Thế nên là gia đình cũng đã chấp hành với cấp trên là cũng có những quyết định dừng đình chỉ không hoạt động. Gia đình cũng bỏ ra một số vốn xây dựng được hai cái phòng, làm được hai cái phòng thì cũng rất mong cấp trên sẽ tạo điều kiện cấp giấy tờ cấp phép vào thì những cái phòng cháy chữa cháy để gia đình được hoạt động tiếp. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Phúc Thọ có 60 hộ kinh doanh karaoke, trong đó có 7 hộ kinh doanh có giấy phép, 53 hộ không phép. Qua đợt kiểm tra, tổng rà soát, huyện đã lập biên bản dừng hoạt động của toàn bộ 100% hộ kinh doanh. Để có thể cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn quản lý, huyện sẽ tổ chức đánh giá một cách chặt chẽ, toàn diện trên tinh thần đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cái cơ quan phòng ngành, đặc biệt là cơ quan chủ trì là phòng văn hóa với công an huyện là tham mưu để có thể là tiếp tục là chỉ đạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố là làm sao để cái việc mà kinh doanh của các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ này sẽ sớm được hoạt động trở lại trên một cái tinh thần phải đảm bảo an toàn. Quận Hoàng Mai cũng là một trong số những địa phương tập trung số lượng lớn quán karaoke của Hà Nội. Thời điểm này, đã có một số cơ sở đáp ứng đủ điều kiện để mở cửa trở lại. Tuy nhiên, anh Hồ Quang Hải vẫn như ngồi trên đống lửa khi đã bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng để khắc phục phòng cháy chữa cháy, nhưng vẫn phải đóng cửa. Đối với cơ sở của tôi thì là không phải ở diện thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy, thế nhưng mà cũng có một số những tồn tại khi đưa vào hoạt động thì bây giờ các biên bản yêu cầu chúng tôi là tạm dừng để khắc phục những tồn tại. Thì trong suốt thời gian qua đây chúng tôi đã khắc phục tất cả những cái gì mà bên cơ quan chức năng người ta yêu cầu. Thế thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã xong và cũng vẫn đang chờ đợi. Cũng theo anh Hải, vấn đề duy nhất quán anh đang gặp phải là thang thoát hiểm ngoài trời, vốn đồng hành với cơ sở từ thời điểm hoạt động bắt đầu vào năm 2013. Hiện nay, quán karaoke của anh còn trang bị thêm các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy để phục vụ diễn tập cứu hộ thoát nạn tại cụm dân cư. Anh mong mỏi sớm được quận Hoàng Mai kiểm tra, đánh giá lại về phòng cháy chữa cháy để tiếp tục kinh doanh. Tôi rất mong muốn
là những chính sách mới được sớm được đưa vào thực tiễn để làm sao cơ sở chúng tôi được sớm đưa vào hoạt động. Thế chứ bây giờ chúng tôi cũng không biết là bây giờ phải kinh doanh ngành nghề gì nữa. Trong trường hợp mà cơ quan chức năng cảm thấy cơ sở tôi không đủ điều kiện để mà khắc phục những tồn tại thì cũng mong cơ quan chức năng trả lời rõ ràng để chúng tôi có thể là chuyển đổi sang ngành nghề khác. Dù vẫn còn nhiều bất cập, khó khăn, nhưng thời điểm này, các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội một lần nữa thắp lên hy vọng sớm được ngành chức năng đánh giá lại một cách toàn diện để có thể kinh doanh trở lại. Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, sau đợt tổng kiểm tra rà soát vừa qua, gần 10.000 quán karaoke bị tạm đóng cửa vì vi phạm phòng cháy chữa cháy. Riêng tại Hà Nội, qua quá trình rà soát điều kiện phòng cháy chữa cháy, thành phố đã ban hành hơn 570 quyết định tạm đình chỉ, gần 570 quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh, quán karaoke, quán bar, vũ trường. Điều này khiến hàng nghìn cơ sở kinh doanh karaoke rơi vào thế mắc kẹt nhiều tháng với các quy định liên quan tới phòng cháy chữa cháy.